Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi, phần tin được bảo trợ bởi nhà hàng Siam Team Pot and Yakiniku. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ đêm nay là bản tin liên quan đến dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ cho thấy động lực thực sự trong năm 2024. Ông Jared Burston, là chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc cho biết, chi tiêu tiêu dùng cao trong mùa lễ tăng lương trong 9 tháng qua và niềm tin của người tiêu dùng tăng là chỉ dấu của một khởi đầu tốt đẹp trong năm 2024. Trong chương trình Fox News chủ nhật, ông Burston tiết lộ Tổng thống Biden sẽ tiếp tục tập trung vào giảm bớt chi phí cho dân chúng Hoa Kỳ để ông đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Ông Burston nói rằng, khi nhìn vào khuynh hướng trong nền kinh tế, chúng ta sẽ thấy một số động lực thực sự của một sự khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Báo cáo của tổ chức Conference Board vào ngày 20 tháng 12 cho thấy, niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua, trong tháng 12, tăng gần 14% trong chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan, là mức tăng lớn nhất trong hơn 3 thập niên. Trong phần lớn nhiệm kỳ của ông Biden, chỉ số tâm lý tiêu dùng phản ánh bi quan giữa các gia đình và nền kinh tế. Nhưng dữ liệu mới cho thấy, công chúng Hoa Kỳ ngày càng tin tưởng lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống. Giám đốc khảo sát John Su của Đại học Michigan cho biết, sự gia tăng trong tháng 12 đảo ngược sự sụt giảm trong 4 tháng trước. Khuynh hướng này là do sự cải thiện đáng kể về cách người tiêu dùng nhìn nhận quỹ đạo lạm phát. Thực tế, lạm phát giảm đáng kể trong năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng của Bộ Lao động bắt đầu vào năm 2023 với giá hàng năm tăng bình quân 6.4%. Cho đến tháng 11, con số này giảm xuống 3.1%. Giá xăng giảm xuống dưới 3 đô la một gallon ở hơn một nửa số tiểu bang. Công tố Hoa Kỳ đề nghị tòa phúc thẩm bác yêu cầu miễn truy tố của ông Trump trong vụ bầu cử năm 2020. Công tố Hoa Kỳ đề nghị một tòa phúc thẩm liên bang bác yêu cầu của cựu Tổng thống Trump cho rằng ông không thể bị truy tố hình sự vì tìm cách đảo ngược thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong văn bản nộp lên tòa án, công tố viên đặc biệt Jack Smith lý luận rằng không có quy định nào trong Hiến pháp Hoa Kỳ hay truyền thống pháp lý cho cựu Tổng thống quyền miễn truy tố hoàn toàn các tội danh hình sự vì hành động thực hiện trong khi nắm quyền. Ông Smith nói rằng tạo ra lá chắn pháp lý như thế này sẽ đặt các tổng thống lên trên luật pháp. Ông Trump cho rằng tổng thống hoàn toàn được miễn truy tố, nhưng ông Smith nhấn mạnh ông Trump sai hoàn toàn. Theo ông Smith, sự tách biệt quyền lực được thực hiện theo hiến pháp và tiền lệ pháp lý cho thấy một cựu tổng thống có thể bị truy tố vì những tội ông phạm phải trong khi nắm giữ tòa Bạch Ốc, như các hành động trái phép để duy trì quyền lực mặc dù thất cử. Ông Trump đang kháng cáo phán quyết của một tòa cấp dưới bác yêu cầu của ông đòi hỏi các tội danh với lý do ông được miễn truy tố. Trong văn bản ngày 23 tháng 12, các luật sư của ông Trump lý luận rằng cho phép truy tố ông Trump vì những hành động liên quan đến trách nhiệm chính thức của ông sẽ hủy hoại nhiệm kỳ tổng thống. Ba thẩm phán của tòa phúc thẩm đặc khu Columbia sẽ tổ chức buổi tranh luận vấn đề này trong ngày 9 tháng Giêng. Tòa phúc thẩm cho phép California cấm súng ở phần lớn nơi công cộng. Một tòa phúc thẩm liên bang mở đường cho một luật của California trong đó cấm mang theo súng ở phần lớn nơi công cộng bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2024 khi ban thẩm phán hoãn phán quyết của một thẩm phán tuyên bố luật này là vi hiến. Tòa phúc thẩm số 9 đình chỉ lệnh sơ bộ vào ngày 20 tháng 12 của một thẩm phán, người kết luận luật của California vi phạm quyền giữ và mang theo súng của người dân theo tu chính án thứ nhì trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Ban ba thẩm phán sai lệnh hoãn hành chính để tạm thời đình chỉ lệnh sơ bộ đó, cho đến khi một ban thẩm phán khác của tòa phúc thẩm số 9 xem xét hoãn lệnh của thẩm phán tòa cấp dưới lâu hơn trong khi kiện tụng diễn ra. Thống đốc California Newsom nói rằng phán quyết này sẽ cho phép các luật súng của California giữ nguyên trong khi tiểu bang kháng cáo phán quyết nguy hiểm của tòa cấp dưới. Luật của California sẽ có hiệu lực từ thứ hai tức là ngày hôm nay sau khi ông Newsom ký thành luật hồi tháng 9. Luật này được ban hành sau phán quyết hồi tháng 6 năm 2022 của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, trong đó mở rộng quyền súng trên toàn quốc. Trong phiên xử đó, Tối cao Pháp viện bác cách thức cấp súng nghiêm ngặt của New York là lần đầu tiên tuyên bố quyền giữ và mang theo súng theo tu chính án thứ nhì bảo vệ quyền mang theo súng ngắn của một người ở nơi công cộng để tự vệ. Phán quyết trong vụ Hiệp hội Súng trường và Súng ngắn tiểu bang New York V.S. Bruen cũng đặt ra bài kiểm tra mới nhằm đánh giá tính hợp hiến của các luật súng bằng cách bắt buộc chúng phải phù hợp với truyền thống lịch sử của đất nước về việc quản lý súng. Công ty tư vấn McKinsey đồng ý dàn xếp 78 triệu đô la với các nhà bảo hiểm vì cuộc khủng hoảng opioid.
Công ty tư vấn McKinsey & Co. đồng ý chi 78 triệu đô la để dàn xếp cáo buộc từ các nhà bảo hiểm và quỹ chăm sóc y tế cho rằng công việc của McKinsey với các công ty dược phẩm góp phần vào cuộc khủng hoảng nghiện opioid. Thỏa thuận trên được tiết lộ vào cuối tuần qua trong văn bản nộp lên tòa liên bang ở San Francisco. Thỏa thuận dàn xếp vẫn cần sự chấp thuận của thẩm phán. Theo thỏa thuận, McKinsey sẽ thành lập một quỹ để hoàn trả cho các nhà bảo hiểm, kế hoạch bảo hiểm y tế tư nhân và những người khác một phần hoặc toàn bộ chi phí opioid kê toa của họ. Các công ty bảo hiểm lý luận rằng McKinsey phối hợp với Purdue Pharma, nhà sản xuất OxyContin, để thực hiện chiến thuật tiếp thị và kinh doanh nhằm qua mặt các bác sĩ về loại thuốc có khả năng gây nghiện cao. Các nhà bảo hiểm cho rằng việc này buộc họ phải trả tiền cho opioid kê toa thay vì các loại thuốc không gây nghiện có giá rẻ hơn như thuốc giảm đau không cần kê toa. Các nhà bảo hiểm cũng phải chi trả cho việc chữa trị nghiện opioid sau đó. Theo Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, từ năm 1999 đến năm 2021, gần 280.000 người ở Hoa Kỳ tử vong vì quá liều opioid kê toa. Các công ty bảo hiểm nói rằng McKinsey hợp tác với Purdue Pharma ngay cả sau khi mức độ của cuộc khủng hoảng opioid được đưa ra ánh sáng. Đây là thỏa thuận dàn xếp mới nhất trong nỗ lực kéo dài nhiều năm để buộc McKinsey phải chịu trách nhiệm vì vai trò của công ty trong cuộc khủng hoảng opioid. Vào tháng 2 năm 2021, công ty đồng ý trả gần 600 triệu đô la cho các tiểu bang, đặc khu Columbia và 5 vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trong tháng 9, công ty công bố một thỏa thuận dàn xếp khác, 230 triệu đô la với các học khu và chính quyền địa phương. 4 người thiệt mạng trong vụ nổ căn nhà ở ngoài ô Detroit. 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi một vụ nổ phá hủy một căn nhà ở Northfield Township, Michigan hôm thứ Bảy. Trung úy David Powell thuộc cảnh sát Northfield Township cho biết có 3 người tử vong tại hiện trường và 3 người được đưa tới bệnh viện cấp cứu vào chiều thứ Bảy. Một trong số những người này sau đó đã tử vong. Trong cuộc họp báo, ông Powell nói rằng thông tin về các nạn nhân như tuổi tác của họ và liên hệ giữa họ vẫn đang được xác định. Căn nhà khá tách biệt và nằm trên con đường cục bị phá hủy chỉ còn lại tầng hầm. Mảnh vỡ từ vụ nổ lúc khoảng 3 giờ 20 phút chiều được tìm thấy tại một căn nhà phía bên kia đường. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, nhưng ông Powell cho rằng có thể do nổ khí đốt. Theo ông Powell, những căn nhà này không kết nối với đường ống dẫn khí đốt và chỉ sử dụng bình khí propane. Công ty điện lực cắt điện khu vực để phòng ngừa. Northfield Township cách Detroit khoảng 80 cây số về phía tây. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi nhà hàng Sian Steampot and Yakiniku, là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area. Điện thoại 408-649-3106. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. California trở thành tiểu bang đầu tiên mở bảo hiểm y tế cho toàn bộ di dân không giấy tờ. Cộng đồng Oakland thương tiếc cảnh sát Tuấn Lê bị sát hại. Sian Steampot and Yakiniku là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area với mái hấp độc đáo có thể hấp hải sản, thịt và rau ngay trên bàn ăn của quý vị. Bên dưới phần hấp, quý vị có thể để một nồi súp hoặc cháo thơm ngon nóng hổi. Tất cả các chiết xuất và tinh chất từ những món hấp sẽ nhỏ xuống súp hoặc cháo của quý vị, tạo thành món súp hoặc cháo thơm lừng, ngọt đậm đà hương vị cho quý vị thưởng thức vào cuối bữa ăn. Các hải sản hoàn toàn tươi sống bơi lội trong hồ. Nhà hàng có các tùy chọn nướng Yakiniku với rất nhiều loại thịt nhập khẩu cao cấp như sườn nướng Miyazaki Wagyu A5 của Nhật Bản và Wagyu M9 của Úc. Cả hai đều là những loại thịt Wagyu có chất lượng cao nhất trên thế giới. Quý vị sẽ ngất ngây thưởng thức những món ăn ngon với sự bày trí thật sang trọng, lãng mạn và đẹp tuyệt vời. Ngoài ra, chúng tôi có quầy nước sốt với 12 nguyên liệu khác nhau, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Các món ăn của nhà hàng là sự kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Trung Hoa. Chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị trong khung cảnh nhà hàng thanh lịch và sang trọng. Nhân viên rất lịch thiệp, ân cần và chu đáo. Nhà hàng còn có quầy rượu với đầy đủ các loại giúp cho quý vị có bữa ăn ngon miệng và rất phù hợp cho các sự kiện và bữa tiệc riêng của quý vị. Sian Steampot and Yakiniku tọa lạc tại 500 Paperland Milpitas, điện thoại 408-649-3106. Bạn đang tìm kiếm chuyến bay ưu đãi về Việt Nam? Tại Mango Tours, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giá tốt nhất cho các chuyến bay sắp tới. Hãy gọi Mango Tours tại số 1-888-630-9658. Các chuyến viên nói tiếng Việt sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi phù hợp với nhu cầu của bạn. Đặt ngay bây giờ và tiết kiệm chi phí cho các chuyến bay. Gọi 1-888-630-9658.
630-9658 ngay hôm nay.